Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng. Thưa quý vị và các bạn, nếu không phải là người nước Việt, chưa từng du xuân xứ Bắc mưa phùn gió bấc, chắc cũng khó hình dung hương vị mùa xuân trong cái giá rét hanh hao, làm ửng hồng đôi má thiếu nữ mà thi sĩ Nguyễn Bính từng họa thơ. Đầu xuân năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình Ơi Hải Phòng, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Hải Phòng nồng nhiệt chào đón bè bạn gần xa và bà con Hải Phòng khắp bốn phương trời về thăm lại thành phố quê hương trong không khí hội hè náo nức khắp nẻo phố phường, thôn quê. Còn ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn du xuân qua chương trình Ơi Hải Phòng đặc biệt này. Khi cái lạnh cuối đông rụt rè nhường chỗ cho hơi ấm lan tỏa không gian, là khi trong ta bỗng nao nao thao thức mùa xuân về. Tết đã về trên đường phố, Tết đang gõ cửa từng căn nhà vẫn đều đặn với nhịp sống thường nhật. Tết đang thổi ấm không gian riêng và chung, khi mỗi người, mỗi nhà đều rộn ràng, hân hoan chuẩn bị đón xuân. Bên cạnh ý nghĩa nghỉ ngơi, vui chơi, Tết còn là dịp mỗi người tỏ lòng tôn kính của mình với ông, bà, cha, mẹ, với đất trời. Đã thành truyền thống từ ngàn xưa, trong ngày Tết, bánh chưng là hình ảnh không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, nơi trang trọng, tôn nghiêm nhất của mỗi gia đình. Bánh chưng là biểu tượng thiêng của ngày Tết cổ truyền. Chuyện kể rằng, vua Hùng Vương năm ấy đã già, muốn chọn người nối ngôi bằng cuộc thi món ăn. Trong khi các hoàng tử lên rừng xuống biển tìm sơn hào hải vị, hoàng tử Lang Liêu lại bình thản làm hai món ăn dân dã tượng trưng cho trời đất dâng vua, gọi là bánh chưng, bánh dày. Bánh dày là biểu tượng của trời, bánh chưng là biểu tượng của đất. Đất có cỏ cây, đồng ruộng, núi rừng nên mang màu xanh, hình vuông. Đất trở cầm thú, cỏ cây nên nhân bánh làm bằng đỗ, bằng thịt. Chàng Lang Liêu hiền lành chất phác làm hai thứ bánh vừa bày tỏ lòng hiếu thảo của người con tôn cha mẹ như đất trời, vừa gửi gắm tha thiết một tấm tình quê hương ruộng đồng. Bởi hai chiếc bánh làm ra từ gạo, đỗ, những hạt ngọc quý nhất của trời đất, mà cũng là những hạt ngọc tạo ra từ đôi bàn tay cần mẫn qua sương nắng. Lối tư duy sơ khai mang đậm dấu ấn nền văn minh nông nghiệp của cha ông từ thuở ấy đã tạo ra một truyền thống đẹp cho dân tộc. Ngày Tết, người ta làm bánh dày, bánh chưng là thể hiện một cái tâm thành trước trời đất và dâng lên bàn thờ tổ tiên với một niềm tôn kính hướng về cội nguồn. Hai xóm Bắc 1, Bắc 2 của thôn Thường Sơn, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng nổi tiếng từ xa xưa với nghề làm bánh chưng vừa ngon lại đẹp. Bánh chưng Thủy Đường chẳng những được yêu chuộng ở Hải Phòng mà còn tiếng lành đồn xa, những người cầu kỳ muốn thưởng thức thật đậm, thật nồng hương vị ngày Tết cất công sang đò về mua bánh ở xứ này. Nghề làm bánh chưng ở Thường Sơn có nguồn gốc từ những lễ hội xưa của làng. Vốn là miền quê giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt văn hóa ẩm thực, lễ hội ở Thường Sơn thường có phần thi nấu ăn. Những người lo việc cai đám trong làng thi mổ lợn, nấu xôi và gói bánh. Ngày xưa có quan trên về chấm điểm. Lễ hội được duy trì từ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, giúp người dân ở đây tích lũy nhiều kinh nghiệm về ẩm thực. Trong đó có nghề gói bánh chưng còn giữ được đến bây giờ. Bánh chưng phổ biến gần gũi, cơ hồ chỉ nhìn qua cũng có thể làm được. Nhưng ở Thường Sơn lại là cả một bí quyết nhà nghề. Muốn có tấm bánh chưng ngon, người ta phải chọn loại gạo nếp cái, tức nếp hoa vàng vừa thơm vừa chắc. Thứ gạo đã được phơi đầy nắng,
hạt mẩy tròn. Đỗ xanh phải chọn đỗ đều, không có hạt lép hạt giỏi. Muốn giữ được mùi thơm của đỗ, người ta gói đỗ sống mà không nấu chín. Sau nửa giờ ngâm, gạo và đỗ được vớt lên trà vỏ để thật ráo nước. Người Thường Sơn tự hào và cầu kỳ làm những tấm bánh tam thanh theo tỷ lệ 2 gạo 1 nhân. Khi cắt ra nổi rõ 3 đường trắng vàng xanh đều đặn. Khác với nhiều vùng miền thường làm nhân bánh chưng bằng thịt lợn 3 chỉ, ở đây họ dùng thịt mỡ mà phải là mỡ cật được xào chín trộn đều với tiêu bắc mới xay. Kỳ tài của họ là chẳng dùng khuôn mà bánh vẫn đều vuông vức. Kinh nghiệm cho thấy nếu gói bánh bằng khuôn, bốn góc thường vẫn còn kẽ hở. Ở làng này, bánh chưng làm quanh năm. Gia đình nào cũng có mấy đời theo nghề, nên việc làm bánh đã trở thành kỹ nghệ. Bánh chắc hay không phụ thuộc vào tay người gói. Họ dồn cả sự khéo léo và đôi bàn tay rắn chắc, gấp lớp lá bọc dày tới 5 lần. Dây lạt buộc bằng loại tre dùng trồng sẵn trong vườn, vừa trường gióng vừa có độ bền cao. Họ nghiêm ngặt làm theo nguyên tắc lạt mềm, gói chặt tay và buộc chặt. Chỉ cần lơi lỏng một chút, khi luộc, nước sẽ ngấm vào trong làm bánh nhão. Để bánh thêm vuông thành sắc cạnh, sau khi đã gói xong, họ còn tỉ mẩn ngồi nắn chỉnh, sao cho thành dưới song song với thành trên, bốn góc phẳng phiu đều đặn. Nhìn những người thợ cần mẫn chăm chút như thế này, mới thấy có một tấm bánh vừa đẹp vừa ngon, họ đã phải dành nhiều tâm huyết. Nấu bánh cũng đòi hỏi kỹ thuật. Nồi bánh hỏng dễ sơ suất ở khâu này. Bánh vào nồi phải chèn đều, không để bồng bềnh trôi nổi. Sẵn có ở làng nguồn nước vừa trong vừa ngọt, lại được lọc qua lớp cát giòn dày tới 5-6 mét. Nhưng những thợ gói bánh còn cẩn thận lấy nước ở các giếng sâu chứa vào bể lớn, để hàng tuần cho lắng đọng các chất cặn, rồi mới đem luộc bánh. Nước ngọt và sạch, lại nấu bằng thùng kẽm nên bánh chưng Thường Sơn thường giữ được màu xanh đẹp, lá không nhăn. 12 giờ trông bánh bên ngọn lửa đều, hơi nóng của nồi bánh lan tỏa và nỗi rạo rực ngày Tết thêm khiến lòng người ấm áp. Bánh vớt ra khi còn nóng hổi, lại tiếp tục được nắn chỉnh cho nhuyễn, đều và đẹp. Tấm bánh dâng tổ tiên, cha mẹ, tấm bánh đi tết họ hàng, tấm bánh đãi khách trong ngày đầu xuân, làm quà cho người ra đi sau những ngày sum họp, cũng là tấm bánh dồn cả bao tâm huyết, dụng công của chính mình, không cầu kỳ tỉ mỉ sao được. Cuối cùng, người ta xếp bánh thành chồng, dùng vật nặng nén cho đến khi bánh nguội thì treo lên, tránh cho bánh để lâu, khỏi bị thiêu, bị mốc. Hương Tết đã rộn ràng khắp mọi ngõ ngách xóm thôn. Một mùa xuân tươi mới đang tràn ngập trong lòng người ở mọi nhà. Mâm bánh dâng lên tổ tiên năm nào cũng tròn đầy và tâm hồn người mở ra với mong ước may mắn hạnh phúc sẽ đến với họ trong một năm mới. Dễ hiểu vì sao khi những sản phẩm công nghiệp đang từng ngày len lách và chiếm nhiều ưu thế trong cuộc sống thì người Việt Nam vẫn gìn giữ tục gói bánh chưng ngày Tết như một tục lệ thiêng liêng không thể thay đổi.
ai đi xa tiết này không về quê Việt, nhớ miếng bánh chưng thơm nồng mùi gạo nếp mới, lại đậm đà hương vị của đỗ xanh đượm thịt pha mùi tiêu bắc cay cay. Phong vị từ ngàn xưa vẫn lan tỏa nâng giấc cho những tâm hồn luôn hướng về cội rễ sâu xa.